Đây mọi người, thấy chưa? Đây là một em rít rất là to nha mọi người. Và đây là cầu cầu chủ. Mình mới quay cái chi nữa. Quay cái ngang. Chụp lên xóa cái chỗ đó. Đây bây giờ là tới giờ ăn của em Thủy Quái Hắc Long. Huyết Long. Khoảng khắc rất là nhanh. Quá nhanh rồi, có nguy hiểm một em rồi. Và không thấy con rít đâu nữa luôn. Quả em này. Thấy bỏ đi. Quả em này, quả em này. Con này rất này, là to. 30k một em. 30k một em rít. Rồi. Rít bằng ngón tay nha mọi người. Rất là to nha mọi người. Bằng tô bóng bò nha. Rồi, bắt đầu em rít nó sẽ rớt xuống nè. Cái gì đây? Cái bụng. Bụng để cho nó phải ra. Bụng để có nước á. Ai ngờ lắm. Mắc mắc kẹt. Nó mẫu vào cái bụng rồi. Cái gì? Cái bụng này cứng. Là cái chọc á. Nó rầu. Thế đó. Gì vậy? Nó ngập bông à? Đâu? Yeah. Nó đang đi... À, đang lơ. Đó, đó. Phải không? Nó đang lơ. Nó đang lơ. Rồi. Con này nó không khoái ăn rồi. Từ anh ấy đang lơ. Rồi, chuẩn bị. Rồi. Chết chưa em? Anh này có vẻ hiền hơn anh kia. Anh này con này to mà cái miệng anh nhỏ hơn. Anh bỏ cái nắp đi vô rồi, nó muốn vượt ra đó. Cái nắp để lên trên này cho nó nhìn lên trên có sỉ mắt đó, hiểu không? Kết thúc bữa ăn hai con thủy quái hết 60k. Bây giờ là độ một đàn cá con. Cá miệng. Cái này là món cá miệng. Một đàn cá con. Để cho mấy con đi ăn. Của nhà em chị. Đây, bắt đầu xuống cá miệng. À, cá lóc này thịt đơn không gồm có cá lóc bông và cá lóc kiểu okay. Nhiều quá em mới đang lựa chọn. Phục. Cái bào đó. Trời ơi. Nó hút mà đủ. Cái mấy bào này. Mày hút rồi. Cái này á, người ta mua mấy cái bông vàng á, rồi đội lên để nó nhìn lên nó tưởng mồi đó không? Nó chống thề mắt. Ha. Thấy con cá này ra mắt là đứng không? Đứng không? Mặt đứng rồi đó đó. Thấy đường không? Đồng hàng đi chuyến cuối nha mọi người.
Campuchia. Hút, đúng rồi. Tranh thủ, tranh thủ. Mình làm công tác quay phim. Chơi với ông này là chơi thế không à? Cho nên đỡ rồi đó. Làm cái cha kia số. Đang ông tập tạ thi đô. Vô, vô. Lên. Để xe ra, bên xe mình đông đúng không?